chào cả nhà, chào quý ông bà, cô dì, chú bác và các bạn đã đến với Kinh Tám Tin Tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất về Trang Nemo nè các bạn. Sau khi mà ngày hôm qua thì Trang Nemo thấy dạo này mà giận mệnh của mình đen quá nên định đi làm tóc á, để thay đổi xem giận mệnh có tươi sáng hơn không, quyết định đi làm tóc kiểu mới luôn, tốn 70.000, nhiều người khen trẻ như gái 20 luôn các bạn. Và đặc biệt ngày hôm nay nè, vừa làm tóc xong thì cục quản lý thị trường vào kiểm tra ngay luôn. Đúng là chắc tươi sáng quá cho nên cửa hàng tỏa sáng hay sao mà cục quản lý thị trường vô liền đó, phát hiện có nhiều mà nhãn hàng ở quần áo thời trang này kia, trang sức đâu đó mà nhái thương hiệu, nhái Chanel, Gucci, Louis Vuitton gì, Fadil gì đó các bạn. Thì hôm nay đã biết Trang Nemo sẽ lên tiếng như thế nào sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Trang Nemo tươi rói đi làm tóc mới chỉ có 70.000, được khen trẻ như tuổi 20. Trong video mới nhất, Trang Nemo hớn hở khoe diện mạo mới với mái tóc hiện tại làm tại quê nhà chỉ có 70.000, khiến cộng đồng mạng mà sốt mắt hỏi địa chỉ ở đâu để họ xin đi làm. Và hậu kiện tụng, Trang Nemo vẫn tích cực đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội. Mới đây hot girl Trang Nemo vừa về quê làm tóc ở một tiệm tóc bình dân với giá 70.000. Trang Nemo khá vui vẻ nói chuyện và cười đùa với thợ làm tóc cũng như tương tác với khán giả tại ngay đây. Các bạn thấy không, khi vừa gặp chủ tiệm đã nói là những lời giống như làm cho Trang Nemo nức mũi, nói cô trẻ như 20, cô ta khoái quá trời luôn. Nói chung là cái vấn đề đó là vấn đề cô ấy đi làm tóc, làm đẹp. Còn vấn đề ngày hôm nay thì cô ấy chưa có lên tiếng. Để khi nào mà cô ấy lên tiếng tôi sẽ cập nhật ngay cho các bạn xem. Nhớ ấn vào nút đăng ký và click vào cái chuông thông báo kế bên. Cảm ơn các bạn.